Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình với các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên zin cho qua sử dụng, và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video. Hy vọng rằng mọi người sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 thứ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bật phần chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật mã mới bên em nhé. Và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên ấy thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình, đó là ở một cái phiên bản của Citizen. Là vâng, đây nha, phiên bản Citizen này. Và cái phiên bản này thì cũng hơi tiếc, đó là mẫu này thì nó không về hộp đâu ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Nhưng mà được cái đó là gì ạ? Bản này mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Đấy, tag mark này, đúng không ạ? Hộp tag mark của nó này, rồi là thẻ ở đây của nó này, tem của nó sẽ còn đầy đủ luôn nhá. Với mẫu Eco Dry thì mọi người cũng đã không xa lạ gì với cái dòng Eco Dry rồi, đúng không ạ? Đó là cái dòng pin năng lượng mặt trời và nó có tuổi thọ pin của nó sẽ rất là lâu. Và với phiên bản này là một cái bản size nhỏ, form vintage nhưng trong một phiên bản hiện đại, với size mặt là size 36 và càng của phiên bản này sẽ là 42.2. Độ mỏng của phiên bản này sẽ là 36 này. Càng của nó sẽ là 43.3 này. Độ mỏng của phiên bản này sẽ là 8.7. Đó, 8.7. Đây mặt đồng hồ này, mọi người đúng không ạ? Rất là đẹp nha. Ở đây thì nó có độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM, đúng không ạ? Một lịch ở vị trí góc 3 giờ này. Mặt bên trong này nó sẽ có một cái đường vân galuche rất là đẹp nhá. Kính này được phủ thêm cả AR chống chói. Đấy, và cái càng này này, nó sẽ là một cái càng kiểu dạng như là nó hơi cong ôm một chút xíu, đúng không ạ? Đây các anh chị thấy càng này. Đấy, nó thiết kế nó khác biệt hoàn toàn luôn so với các cái phiên bản khác. Và dây thì nó cũng sẽ được nối liền luôn nhá. Thì dây này nó sẽ vừa làm phay xước vừa sáng bóng, sẽ kết hợp với nhau. Đó, chốt khóa của nó sẽ là nguyên zin. Và đây mặt sau đây, ở đằng sau đấy thì sẽ có một cái phần thông số, đó là về máy, module máy sẽ là dòng E111 anti-magnetic kháng từ. Bởi vì là mọi người đều biết là trong cái cuộc sống hiện tại thì gần như là nó vẫn đều có từ trường hết, đúng không ạ? Ở ví dụ như là tivi, tủ lạnh này, đấy, máy tính này, đúng không ạ? Thì đều có, nhưng nó ở trong cái mức độ giới hạn cho phép, đúng không ạ? Đối với sức khỏe con người thì tất nhiên là vẫn có, nhưng trong giới hạn cho phép thôi. Còn đối với các cái phiên bản mà nó sẽ có chức năng anti-magnetic kháng từ này thì nó sẽ giúp kháng lại các cái từ trường mà thấp đó, và nó giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ chạy rất là chuẩn chính xác giờ. Đó, Japan Mode nhá, Key in China. Thì cái Key tức là cái vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy Citizen, được đặt tại bên Trung. Bởi vì là cái thương hiệu Citizen nó là một cái thương hiệu rất là lớn, và người ta mở rất là nhiều các cái thị trường và các cái cơ sở, các nhà máy, đúng không ạ, trụ sở ở tại các nước thứ ba, ví dụ như là bên Thái này, rồi là bên Malaysia này, rồi là bên Trung, thì họ đều có các cái trụ sở bên đó hết, nhưng mà sẽ vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng, bởi vì là chỉ có là hãng đặt địa điểm ở bên đó thôi, còn đâu vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng và của Nhật hết nhé mọi người nha. Nên các chị hoàn toàn là yên tâm. Tag mark này, đúng không ạ, thì nó cũng sẽ có đầy đủ này, tem Eco Dry này. Mẫu này thì dành đến là cho anh nam tay vừa và nhỏ. Cái này anh nam tay vừa nhỏ thôi nhá, mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Ở bàn này thì em cũng đang để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 2 triệu. Là vâng, 2 triệu nhá. Bàn này sẽ ở mã 61, 2 triệu mã số 61. Đấy. Các cái dòng Eco Dry là giá khá là cao đấy ạ. Có những cái mẫu còn phải tương đương hoặc là cao hơn cả bản cơ cơ, nhưng không hề rẻ một chút nào. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 62. Phiên bản 62 thì em sẽ lên cho cả nhà mình cái bản của Technot này. Đẹp chưa ạ? Cái mẫu này sẽ dành riêng cho anh nam tay vừa và hơi to nhá. Anh nam tay nhỏ thì không đeo được ở bản này. Bản vừa rồi là bản dành cho anh nam tay nhỏ. Em sẽ lên xem kẽ cả mẫu nam tay nhỏ và mẫu nam tay to cho các anh. Bởi vì là không có, là có những hôm video mà em lên cho cả nhà mình đó là cả mẫu, đa số là toàn mẫu nam tay to, đúng không ạ? Đấy, thì mọi người đều nhắn tin cho em ấy thì em sẽ lên xem kẽ luôn. Ở bản Technot thì em có về là full hộp, giấy tờ, sổ sách thì nó đầy đủ luôn. Đó, và đây là mẫu Technot 6 kim chronograph, đúng không ạ? Có kim 24 giờ, có chức năng bấm giờ thể thao. Mẫu này thì niềng của nó sẽ là niềng cố định. Dạ vâng, niềng cố định. Để mọi người thấy mặt bên trong đẹp không? Em phải nói thật sự là bản này mặt cực kỳ đẹp luôn nhá. Vì là cái màu xanh ấy nó cảm giác cho cái sự tươi mới, đúng không ạ? Nó tươi mới và nhìn trông nó rất là đẹp, rất là trẻ trung. Chứ nó không có bị trầm. Dạ vâng, nhưng mà nó không phải là kiểu dạng như là cái màu sắc sặc sỡ quá đâu, mà khi đeo lên tay rất là màu, rất là đẹp, rất là vừa phải.
Ở đây thì bên trong cái tông nền ý, màu xanh đúng không ạ, thì nó là một cái mặt phẳng thôi, nhưng mà mọi người cảm giác đúng không ạ, nó sẽ có giống như là một cái tông nền, nó sẽ hơi nghiêng một chút xíu, một dốc một chút xíu, khoảng độ tầm 45 độ xuống phía dưới đúng không ạ. Nhưng mà không không phải đâu nhá, đúng không ạ, người ta làm đó là trên này của nó này nó sẽ là một cái đường vân thường đúng không ạ, phía dưới này của nó sẽ là đường vân phay xước, đây là vị trí phía dưới này. Đấy, nó sẽ có kim 24 giờ một ngày, có kim dây chạy chức năng chronograph này, thời gian đo tốc độ tối đa này. Đó, vâng. Và bên trong thì bộ kim nhá, cọc số này, đúng không ạ? Thì nó sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nhá. Đây là chi tiết niềng này, thì cũng sẽ có tất cả phần thông số của nó đi kèm. Đấy, đây là phần viền này, núm này, dây. Thì bàn này mới nguyên zin và chưa qua sử dụng đâu. Đấy, dây nhá, thì nó cũng làm phay xước ở hai bên sáng bóng ở giữa. Cái này là nó bị kiểu bị bẩn bẩn một chút ấy, bụi ấy. Đây, để em lau qua các cái mắt này này. Đấy mọi người thấy không ạ? Rất là sáng nha. Đấy, phải lau sạch sẽ hơn cơ. Thì đấy là em lau qua một chút xíu thôi. Còn trước khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ cho cả nhà mình. Đấy, sau đó thì em sẽ gửi hàng, đúng không ạ? Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Bởi vì là các cái hàng đấu giá, hàng si thì các chị cũng đều biết là con về nó có những cái bẩn này, đúng không ạ? Thì bụi bặm này, đúng không ạ? Thì nó không thể nào tránh khỏi được. Đấy, thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại, sau đó em sẽ gửi hàng cho cả nhà mình. Và được cái là nó mới nguyên zin và nó chưa qua sử dụng đâu. Đấy, đây là mặt trước này và đây là mặt sau. Với độ chống nước của nó sẽ là 5 ATM và mã check sẽ là T6B83. Giá hãng hiện tại đang là 55.000 yên nhé mọi người nhá. Đó, tức là nó sẽ tương đương khoảng độ hơn chục triệu đấy ạ. Vì mọi người biết là thường thì các cái mẫu Technot đa số là 38.500 yên. Đúng không? Em lên rất là nhiều với các mẫu đó rồi và các chị cũng quá quen thuộc với cái giá của Technot rồi. Nhưng ở bàn này này nó sẽ là tác hãng của nó sẽ là 55.000 yên. Đấy, và mẫu này thì em đấu được giá rất là tốt nhé. Và mẫu này thì em cũng sẽ để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đấy, giá hãng là 55.000 yên và em để cho cả nhà mình mẫu này đó là 2.150.000, được chưa? Là bằng mới nguyên zin nhá, full hộp giấy tờ sổ sách đầy đủ. Cái này thì dành cho anh nam tay vừa và hơi to thì mọi người có thể là mang đi tặng. Em không nhớ là em đã đo sai mặt chưa nhỉ? Em đo lại sai mặt cho cả nhà mình nhá. Size 44.7 này. Và càng của phiên bản này sẽ là 52.8. Đấy. Thì ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2150 mã 62. Dạ vâng, đây là mã 62. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 63. 63 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu cơ. Và đây chính là một cái phiên bản siêu phẩm ở trong video ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người xem đến các cái video của em ý, đúng không ạ? Từ đầu đến giờ thì các anh chị sẽ thấy là em có về cho cả nhà mình với các cái mẫu của Carnival. Và đây là phiên bản của dòng INW Carnival, tức là đây là một trong các cái dòng cao cấp của Carnival. Đấy, đúng không ạ? Đây là một trong các dòng cao cấp của Carnival nhá. Và cái bản này thì em sẽ có về là full hộp, có một cái túi giấy tờ đầy đủ. Nó sẽ nằm ở cái ngăn vị trí phía dưới này. Thì khi mà mọi người nhận hàng ấy, các anh chị sẽ mở cái ngăn phía dưới này ra. Đấy, thì ở đây có sẽ có giấy tờ, sổ sách đầy đủ. Đấy, đây INW đúng không ạ? Worldwide Instruction. Thì cái chữ I và chữ W á, đúng không ạ? Ở trong cái dòng Carnival này, đó chính là International and Worldwide. Tức là người ta muốn hướng đến đó chính là cái sự phổ biến ở trên toàn cầu ấy, đúng không ạ? Và đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế. Đấy, vì thế cho nên là người ta sẽ có, đấy chính là một cái phân khúc dòng cao của Carnival nhá. Đây, INW này. Nhìn chưa? Đây là cái hình ảnh của bộ máy đấy ạ. Đấy thì sẽ có hướng dẫn đầy đủ ở trong cái quyển sổ đó. Thì đây, em đúc trả vào cho cả nhà mình vào trong cái túi như thế này nhá. Đấy, thì nó sẽ nằm ở cái ngăn vị trí phía trong như thế này. Hộp đầy đủ nhá. Và khi mọi người nhận hàng thì sẽ nhận đầy đủ đó là hộp, sổ sách đầy đủ luôn. Và mẫu này thì cũng về đó là mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Mọi người thấy đẹp không? Em phải thật sự với các nhà mình là bàn này cực kỳ xuất sắc. Không biết mọi người như thế nào luôn, nhưng mà em thì em rất là thích với các mẫu đá. Dạ vâng, các bàn niềng đá này này. Đây mọi người nhìn nha. Đây. Automatic nha, mặt bên trong này nó trải vân này, trải vân ngang này. Đấy đúng không ạ, trải vân ngang. Nó có một lịch này ở vị trí góc 3 giờ này, cọc số nha, rất là to, rõ ràng, sắc nét luôn này. Và nó có dạ quang. Và đặc biệt ở bản này là sẽ là dòng kính sapphire nhé mọi người nha. Đấy, vâng, dòng kính sapphire thì nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ chống trời chống xước, đúng không ạ? Và cái chi tiết niềng ở đây này mọi người, đúng không ạ? Đó, đó là niềng đá. Nó không phải đá tròn giống như ở các bản khác đâu ạ, mà nó là đá ống nhá. Đá ống. Đấy thì nó sẽ có các góc cạnh này này. Thì khi mà mọi người thấy không ạ, ánh sáng mà nó chiếu vào nhé. Cái này thì mọi người phải nhìn ngoài cơ. Nó mới lên được. Bởi vì em không biết làm sao mà khi mà em quay
mà lên video ấy, thì không thể nào mà nhìn được cái đá của nó đâu. Em thể để thử xa 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 một chút xíu này thì mọi người sẽ thấy là cái đá của nó sẽ rất là sáng. Ở ngoài thì sẽ nhìn thấy được kiểu dạng như là lên lửa ấy, nó sẽ lên các cái màu xanh màu vàng ấy, thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn. Đây nó lên một chút này mọi người, đấy đấy, lấp lánh như này, thấy chưa? Đây viền này, núm này, mặt đồng hồ này, đấy đây là núm nhá. Bản này là bản automatic và nó sẽ có cả trợ có tay đi kèm, và nó có cả thêm chức năng hacking stop, thấy chưa? Và tức là chức năng dừng kim dây đột ngột. Thì với cái chức năng dừng kim dây đột ngột này thì nó sẽ giúp cho, đó chính là khi mà mình lấy giờ đấy, đúng không ạ, nó sẽ rất là chuẩn chính xác đến từng giây luôn. Đó, đây là toàn bộ phần viền, vỏ, dây chốt khóa thì đều được làm bằng chất thép 316. Và ở đây thì nó sẽ được mạ vàng bằng công nghệ mạ PVD, đúng không ạ? Và các anh chị thấy là nó sẽ vừa là phay xước nhá, và nó sẽ vừa là sáng bóng, sẽ kết hợp với nhau. Cái này thì nó đang lên cái màu tuyết đỉa nha mọi người nha. Thì đây em sẽ lau sạch sẽ đi cho cả nhà mình này. Đấy mọi người đúng không ạ? Đấy lau đi một cái này. Mọi người thấy không? Nó lại sáng bóng luôn. Thì cái này thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại cho cả nhà mình, sau đó em sẽ gửi hàng. Đây các anh chị thấy nhá. Đấy, nhìn nó sẽ hơi lem nhem một chút xíu đúng không ạ? Nó lên tuyết đỉa. Đấy lau đi này, nó lại sáng này. Đó. Dạ vâng, đây cả cái phần viền cạnh này nữa này. Đấy chưa? Cái này thì mọi người yên tâm là em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại, sau đó em sẽ gửi. Đấy, viền nhá. Vì nếu mà mọi người mà chơi về các cái đồng hồ đúng không ạ? Hay là mọi người chơi, nói chung là mọi người chơi về đến đồng hồ ấy, là các anh chị sẽ đều biết là các cái mẫu nó lên tiết đỉa đấy. Dây thép đúc nhá. Đây các cái mắt này của nó sẽ làm phay xước này, và các cái mắt này nó sẽ nhỏ này. Đấy, dây này, chốt khóa này. Dạ vâng, dây đúc nhá. Dây rất là dày, rất là đẹp luôn. Nên là khi đeo lên tay nhìn cái cảm giác nó rất là khỏe khoắn nam tính. Và phải nói là màu mặt này cực kỳ đẹp bởi vì nó là màu nâu cà phê. Núm này còn nguyên siêu. Đây đằng sau đây, mọi người có thể nhìn thấy bộ máy của nó ạ. Đó chính là bộ máy NH35A của Seiko. Đấy, và đây là cái module của máy của nó sẽ là cái số series của nó sẽ là Carnival nhá, 733G. Các anh chị có thể check 733G nó sẽ ra, và lát nữa em sẽ check luôn cho cả nhà mình cùng xem. Đấy, sử dụng dòng máy của Seiko NH35A của Seiko. Thì với cái bộ máy này thì nó sẽ có đó chính là 24 chân kính. Thì như mọi người đều biết là cái bộ máy 24 chân kính thì nó sẽ hơn hẳn so với dòng máy đó là dòng máy Mi, đúng không ạ? Và bởi vì là máy Mi nó chỉ có 21 chân kính thôi, còn đối với dòng máy của Seiko ấy, nó là dòng máy cao cấp nên là nó sẽ có đến 24 chân kính, và cái độ chuẩn chính xác giờ của nó sẽ cao hơn, bởi vì chân kính càng cao thì nó sẽ giảm được các cái lượng lực ma sát ở phía bên trong của các cái bánh răng ấy. Đó, và nó sẽ giúp cho bộ máy bền hơn, thời gian tích cóp tốt hơn, và tất nhiên nó sẽ phải chuẩn giờ hơn rất là nhiều. Đây là dây. Đấy, chốt khóa, đúng không ạ? Tác mát thì nó cũng sẽ có đầy đủ nha. Nên là cái này nếu mà anh nào mà mang đi tặng sẽ rất là ok luôn. Bản này sẽ có size, đó là size 42. Và càng của phiên bản này sẽ là 51. Mẫu này thì các anh nam tay to một chút xíu cho mọi người đeo ok. Tầm 17-17.5 đổ lên nhá. Đấy, nếu mà tay 16.5 thì sẽ hơi to một chút, đúng không ạ? Tức là cái đồng hồ sẽ hơi to so với cổ tay. Đấy, đây mọi người thấy không ạ? Mặt này, đẹp chưa? Phải nói là màu mặt của nó rất là xuất sắc luôn. Ở bản này thì đây em sẽ check luôn nhá. Cái mã thì ở đằng sau đáy thì em cũng đã có đọc cho cả nhà mình rồi đúng không ạ? Đó là 733G. Đây mọi người thấy là tất cả các nơi đúng không ạ? Thì giá sẽ dao động rơi vào tầm khoảng độ hơn 5 triệu đối với cái mẫu của Carnival này. Hơn 5 triệu. Đấy. Rồi tầm hơn 5 triệu. Được chưa? Và không có mấy hàng để mà người ta bán đâu, có một vài nơi có thôi ạ. Có một vài nơi có thôi mọi người ạ. Còn đây là các cái mẫu kiểu form khác. Đây là các cái mẫu kiểu form của Patek khác này. Đấy. Còn cái mẫu này thì cực kỳ hiếm hàng luôn này, không có mấy đâu, có mỗi một nơi có thôi ạ. Đấy là cũng đã rơi tầm hơn 5 triệu rồi. Đấy nhá. Đấy thì cái mẫu này thì em cũng để cho cả nhà mình một cái giá rất là tốt. Đấy để các anh chị mọi người đeo ở phiên bản này. Được chưa? Và phiên bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó là 3.8 triệu. Dạ vâng, 3.800.000. Và mẫu này sẽ ở mã của nó sẽ là mã 63. Đấy, mới nguyên zin nhá, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Được chưa? Rất là đẹp và rất là xuất sắc. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 64. Phiên bản 64 thì tiếp tục lên cho cả nhà mình, đó là ở một phiên bản của Citizen.
cái mẫu oxygen này thì nó cũng không không có hộp đâu ạ. Dạ vâng, cái mẫu oxygen này thì không về hộp mà nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Thì với cái bản Citizen này là một cái mẫu mà bản đen đúng không ạ? Đây, cái màu đen toàn bộ. Thì như mọi người biết ấy, đó là cái màu đen ấy thì mọi người sẽ thường hay nghĩ đến là kiểu dạng như là sợ mà là màu tối đúng không ạ? Nhưng mà không, cái màu đen này này, nó là một cái màu mọi người thấy không? Khi đeo lên tay nó cực kỳ sáng và nó rất là sang. Rất là sang luôn nhá, bởi vì màu đen nó là kiểu dạng như là cái sự quyền quý ấy. Rồi sau đó là nó có lại cái kiểu dạng như là nó thu hút ấy, đúng không ạ? Đấy, nó thu hút kiểu như là cái sự tò mò ấy ạ. Đấy đúng không ạ? Thì với các bản Citizen này này, nó có người ta gọi đúng hơn đó là kiểu dạng như là cuốn hút ấy ạ. Đó. Đây nó là dòng Eco Dry pin năng lượng mặt trời nhá. Nó có 3 kim này, một lịch ở vị trí góc 3 giờ này, mặt bên trong này, nó trải đều cái đường vân này, rất là đẹp đúng không ạ? Mặt nhá, một cái đường vân chéo chéo này, trơn này, đúng không ạ? Sau đó trải vân chấm 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 tròn đây. Toàn bộ phần viền này, vỏ này, dây chốt khóa này thì đều được làm bằng chất thép nhá. Nhưng mà nó làm ý, nó giống kiểu dạng như là nó bằng đá ấy mọi người ạ. Đấy, kiểu dạng như là vừa là đá nhá, sau đó là thép này, nó kết hợp với nhau. Nên là em thấy là cái độ bóng sáng của nó rất là cao. Tất nhiên là với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới còn của nó còn rất là cao. Module máy cũng sẽ là dòng E111 Eco Dry pin năng lượng mặt trời. Thì sang mặt ở phiên bản này sẽ là size 41.8 nhá, và càng của phiên bản này sẽ là 48.6. Đấy, đây là phần viền này, mặt trước này, mặt sau. Mẫu này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 2.3 triệu. Dạ vâng, 2.300.000. Các cái mẫu của dòng Eco Dry các cái phiên bản này thì giá hãng thì nó cũng sẽ đang dao động, nó rơi vào tầm khoảng độ 6 cho đến 7 triệu một phiên bản. Đó, bản này là ở mã 64. Tiếp theo lên cho cả nhà mình đó là ở mẫu 65, đó là ở phiên bản của Technomarine nhá. Đây là một cái phiên bản với thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Chạy 3 kim, một đôi cửa sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ. Và ô cửa sổ lịch thì nó cũng sẽ có kính lúp phóng đại đến 2,5 lần. Đấy, mọi người thấy là với phiên bản này thì rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Đây, toàn bộ này, dây này, viền vỏ này, vàng chỗ này nó bị bụi một chút xíu ấy ạ. Cái này thì lau sạch đi là ok thôi. Đấy, bởi vì là nó dính bẩn được cái phần siêu. Ở đây thì 3 kim, đai vào mặt bên trong của nó sẽ trải đều đường vân này, Technomarine này. Đó, đúng không ạ? Có chữ T này, chữ M này, đan lồng vào với nhau nhá, kính lúp. Mẫu này có thiết kế đó là nướng xoay này, núm gen này và đáy vặn. Nên là đối với mẫu này độ chống nước cực kỳ tốt luôn. Các anh chị có thể về sử dụng rửa tay, đi mưa, tắm giặt thoải mái đối với phiên bản này. Nhưng miễn sao là phải đảm bảo núm này và đáy phải được vặn chặt nha. Và đằng sau đáy đây thì sẽ có thông số điện chống nước của nó sẽ là 20 ATM. Đúng không? Tương đương với cả 660 feet. Đây có hình con cá nó đang bơi này. All stainless steel nhá, Japan Moment. Đó, và đây là dòng Simanta. Đúng không ạ? Đây là dòng Simanta xin được biển ấy, đúng không ạ? Dành riêng cho đó là kiểu dạng như là độ chống nước tốt đấy ạ. Đây là viền này, dây này, chốt khóa này, mới nguyên zin và chưa qua sử dụng nha. Tác hãng của nó thì cũng sẽ có đầy đủ đấy ạ. Đây các anh chị thấy là hãng của cái thương hiệu Technomarine này, giá của nó khá là cao đấy. Nhưng mà thi thoảng thì nó cũng sẽ có các cái chương trình sale ấy, giống như là cũng gần kiểu dạng như của Invicta ấy. Nên là giá thi thoảng mà mình đấu được các cái hôm mà người ta sale ấy, giá cũng rất là tốt. Đấy, chứ còn bình thường đối với mẫu này thì giá cũng dao động rơi tầm khoảng độ chục triệu rồi. Bản này thì size mặt của nó sẽ là size 41.5 và càng của nó sẽ là 50.3. Đó, đây. Đeo lên tay nha. Mọi người thấy không? Rất là sáng tay luôn, nó không bị chìm ra tay một chút nào cả. Ví dụ như là các anh nam mà da mà trắng trắng ấy thì nó cực kỳ là nổi. Bộ kim này, cọc số này, nó sẽ có dạ quang rất là sáng ở trên định sáng kém nhá. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình mẫu này, đó chính là 2.2 triệu. Dạ vâng, 2.200.000. Bản này sẽ ở mã 65. 2.2 triệu, mã số 65. Đó, mới nguyên zin nhá, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Tiếp theo sang ở mã 66 á. 66 thì xem em để toàn pin mất rồi. Để toàn pin. 66 thì tiếp tục em lên cho cả nhà mình, đó là mẫu của Citizen tiếp theo này. Đây là bản Citizen và mẫu này thì cũng sẽ là mẫu Eco Dry pin năng lượng mặt trời nhá. Có giấy tờ sổ sách của nó cũng sẽ có đầy đủ ở phía bên trong. Bản này cũng mới này. Đây, 6 kim. Mẫu này thì sẽ thiên về đó chính là phong cách thanh lịch. Dạ vâng, phong cách thanh lịch. Nó có kim 24 giờ một ngày, có kim dây chạy chronograph, thời gian đo tốc độ tối đa. Và nó có một lịch ở vị trí góc 4 giờ. Đấy, mặt đồng hồ này mọi người thấy không ạ? Rất đẹp nhá, màu trắng này, ba cọc số ở bên trong này của nó sẽ là màu đen này. Đúng không ạ? Toàn bộ phần viền này, vỏ này, dây chốt khóa thì đều được làm bằng chất thép. Thì nó cũng sẽ vừa là phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau.
Thì mọi người thấy cái mắt này. Đó, dây nhá, chốt khóa này, dây thép đúc này. Mặt trước này, mặt sau. Đây, Japan Mode và Kei Chinai. Kei thì tức là vỏ của nó thôi. Thì nó cũng sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen, được đặt tại bên Trung. Đấy, đây là dây, viền, cạnh. Đó, mặt này. Bộ kim và cọc số thì cũng sẽ đều có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nhé. Với size mặt ở phiên bản này sẽ là size 39.7 và càng của phiên bản này sẽ là 46.2. Con này dành đến cho anh nam tay vừa và nhỏ, hơi to có thể đeo được. Chỗ con này đeo tay đẹp thế. Đây mọi người nhìn này. Đó, rất ôm tay luôn nhá. Cái này thì anh nam nằm vào tay 16.5 như tay em ý, là gọi là đeo vừa khít luôn. Còn kể cả tay 17, 17.5 mọi người đều có thể đeo ok hết. Đấy, bởi vì đây là một cái size quốc dân luôn ý. Đây, tag mark của nó cũng sẽ có đầy đủ, đúng không ạ? Và giá hãng hiện tại của nó đang là 27.000 yên cộng với cả thuế. Thì tức là nó sẽ tương đương với khoảng 5 cho đến 6 triệu đối với phiên bản này. Đấy, và mẫu này thì đây là phiên bản 6 kim Eco Drive. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình. Đó là cũng là 2.2 triệu, được không? 2.200.000. Mới nguyên zin nhá mọi người nha. Mới nguyên zin đấy, chưa qua sử dụng. Bản này sẽ ở mã của nó sẽ là mã 66. Tiếp theo di chuyển sang mã 67 thì em lên tiếp cho cả nhà mình, đó là ở mẫu của Ron Root đi. À thôi, em lên bản 3 kim đi. Mấy bản 6 kim rồi đúng không ạ? Đây, bản 3 kim, đây là bản của Diesel. Đấy, Diesel 3 kim một lịch nhá. Cái mẫu này thì sẽ thiên về gọi là size to, dành đến cho anh nam tay to. Đấy, đây là phần viền càng. Đây các anh chị thấy là cạnh này, tên thương hiệu này. Đó, đây Diazen 1978 này. Mặt đồng hồ bên trong rất là đẹp nhá. Nó có thiết kế kiểu dạng các cái đường vân ít, nó xoáy xoáy ấy. Đây là cái đường vân, mỗi một cái đường vân bên trong này nó lại là một màu, đúng không ạ? Đây là phần viền, cạnh, mặt trước này, mặt sau. Dây này. Đấy, dây này, chốt khóa của nó sẽ là nguyên zin. Được chưa? Dây chốt khóa nguyên zin, cạnh. Ở mẫu này riêng về dòng dây của Denso ấy thì nó dây của nó rất là đẹp nhá. Size 47.1. Càng của nó sẽ là 52.2. Dành cho anh nam tay to. Cái này là ít nhất phải tổng cổ tay khoảng độ 17.5 đổ lên cơ thì mọi người sẽ đeo ok. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình, đó là thôi do là size to nhé thì thôi em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình này. Bản này sẽ là 1.6.000, được không? 1.600.000. Mẫu này sẽ ở mã 67, 1.6 mã 67. Tiếp theo sang ở mã số 68. 68 thì em lên tiếp cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là bản Raw Root. Đây là cái chi nhánh con, cũng là chi nhánh con của Seiko. Đối với cái bản Raw Root này thì nó là một cái thương hiệu mà người ta sẽ phân phối chủ yếu là ở bên Tây Âu ấy, bên châu Âu. Đấy, Raw Root này, Pusa này, nó là hai thương hiệu trực thuộc của Seiko nhưng mà sẽ phân phối chủ yếu bên châu Âu. Đấy, và nó có trụ sở đặt tại bên châu Âu luôn. Đó, và bản này là bản 6 kim Chronograph, cũng chạy chức năng kim 24 giờ chrono này. Một lịch ở vị trí góc 4:30-5 giờ. Đó, và các anh chị thấy màu mặt đen nhá. Cái bản này khi lên tay cực kỳ sang luôn. Vì là nó sẽ làm theo kiểu dạng như là phong cách của Tây Âu ấy, đúng không ạ? Bộ kim này, cọc số này, nó đều có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nhá. Chi tiết niềng này của nó này, nó sẽ là niềng răng cưa này. Còn phần bên cạnh này này, nó lại làm giống như kiểu dạng như là bằng thép ấy. Núm này, dây này, còn nguyên siêu, mới nguyên zin nhá. Mẫu này em đấu được về là mới nguyên zin, tag mark đầy đủ. Đây, Raw Root có logo biểu tượng của Seiko ở phía bên trong đây, Japan Moment. Module máy của nó sẽ là VD53. Mẫu này thì bởi vì cho châu thường là phân phối sang thị trường châu Âu ấy, nên là cái size nó sẽ to hơn so với là các cái phiên bản mà nội địa, đúng không ạ? Nó sẽ kiểu dạng như là size nhỏ hơn ấy, do phục vụ Đông Nam Á size nhỏ hơn. Đây là bản size 44.8 và càng của phiên bản này sẽ là 52. Đây, trời ơi đẹp chưa? Mọi người đeo lên tay mẫu này này. Cái này mọi người cãi cái anh nam ấy mặc áo sơ mi, à quên, áo phông, đúng không ạ? Sau đó quần jean ý, đeo lên tay thì thực sự là quá đẹp luôn. Mẫu này thì em để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này nhá. Đó chính là 2 triệu mã 68. Full hồ. Đấy, nó cũng sẽ có giấy tờ sổ sách đầy đủ luôn của Raw Root. Nếu mà anh chị nào một người mà đam mê về đồng hồ thì em nghĩ là không xa lạ gì với cái bản của Raw Root nữa rồi, thương hiệu Raw Root nữa rồi. Tiếp theo sang ở mã 69 ạ, thì em sẽ lên một cái size nhỏ này. Và em sẽ lên xem kẽ cả size nam, à size to, size nhỏ cho cả nhà mình. Cái bản size nhỏ này là phiên bản của Linh. Nó chạy 6 kim nhá. Cái mẫu này thì hiện tại đang hết pin mất rồi. À. Pin đúng không? Hết pin nhá mọi người nhá, hết pin.
Đấy thì em sẽ thay pin lại cho cả nhà mình, đúng không ạ? Sau đó thì em sẽ gửi hàng, thì cho nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Cũng chạy kim chronograph, đúng không ạ? Cũng có thời gian đo tốc độ tối đa và có một lịch ở vị trí góc 4 giờ. Đấy, đây là thương hiệu của Anh nhá, Linh đến từ Anh, London. Đó, bộ kim cọc số thì cũng sẽ có dạ quang này, toàn bộ phần viền này, núm này, mặt trước này, mặt sau này. Đấy, đây viền, dây này, chốt khóa, dây còn rất là đẹp nhá. Mặc dù là mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi nhưng mà nói chung là độ mới cũng còn rất là ok. Với cả cái này thì cái phần viền vỏ này này thì nó hơi loang mỏng một chút xíu thôi. Nó không vấn đề gì nhá, không ảnh hưởng gì cả. Size 40. Và càng của nó sẽ là 49.4. Đấy, như cổ tay của em này, bởi vì nó loang mỏng theo thời gian ấy, còn nếu mà mình nhìn như thế này thì nó không lộ. Đấy, đeo này. Mọi người thấy không? Rất là đơn giản, thanh lịch. Dành đến cho anh nam tay vừa và nhỏ nhé. Thì thôi mẫu này thì em cũng để kỷ niệm luôn đấy, bởi vì do nó hơi long mà một chút xíu thì em để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 1,5 triệu. 1,5 triệu và bàn này sẽ ở mã 69. 1,5 triệu mã 69. Tiếp theo sang ở mã số 70 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì đây là phiên bản của MVMT. Mẫu này cũng là mới nguyên zin, chưa qua sử dụng đâu. Nó có kim dây rốn ở vị trí góc 6 giờ này, kim giờ, kim phút, thanh mảnh đẹp nhá. Mặt đồng hồ màu trắng này, toàn bộ phần viền này, vỏ này, đúng không ạ? Đấy, đây là cái càng của nó sẽ rất là ôm. Đằng sau đấy thì cũng sẽ có serial number, số hiệu này, tất cả bằng thép này. Sử dụng máy của nó sẽ là máy Nhật này. Dây này, đó, dây mới nguyên zin nhá. Cái đây là cái đường vân của nó nhá mọi người nhá. Đường vân của nó như vậy chứ không phải dây bị làm sao. Đấy, các anh chị có thể đẩy chốt này để mình vệ sinh cái phần viền vỏ ấy, đúng không ạ, cho nó mới. Cái bản này thì có giá hãng của nó là 20.900 yên, tức là nó tương đương với khoảng hơn 4 triệu, gần 5 triệu. Size 40.8, gần như size 41 rồi, một cái size quốc dân, càng 47.7. trời ơi, bản này đeo lên tay thì quá đẹp luôn. Đấy, đơn giản thanh lịch nhẹ nhàng. Mẫu này em để cho cả nhà mình đó là 1550, 1.550.000, mã 70 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì các anh chị mọi người có yêu thích cả mã hàng sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858585 2, và có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian để theo dõi video này nhé, và hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo. Và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bật phần chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật mã hàng mới bên em. Được rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.